phân nhóm các loại thực phẩm như thế nào Bác sĩ Vũ Đại Dương xin kính chào quý vị và các bạn Chúng ta đang có mặt ở buổi thứ hai trong khoa học của chúng ta Và trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp nối những kiến thức bài học trước Đây là những kiến thức nền tảng vô cùng quan trọng để giúp bạn có được những cái bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng ở trong những bài học tiếp theo Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về 8 nhóm thực phẩm trong buổi học trước thì chúng ta đã biết rằng là cân bằng dinh dưỡng là như thế nào Vậy thì cái kiến thức về phân loại những cái nhóm thực phẩm này là vô cùng quan trọng Chúng ta sẽ có khái niệm về đi mua những cái thực phẩm này mỗi lần chúng ta đi chợ, chúng ta đi siêu thị Và khi chúng ta có đầy đủ những cái nhóm thực phẩm này Thì những cái bữa ăn của chúng ta sẽ đầy đủ các cái chất dinh dưỡng mà nó sẽ tự cân bằng với nhau Giống như cái bài học hôm trước Vậy 8 nhóm thực phẩm này là gì? Thứ nhất đó là những cái nhóm lương thực Lương thực này thì bao gồm cơm, bún, phở, bánh mì, vân vân tất cả những cái loại mà sẽ cung cấp tinh bột cho chúng ta những tinh lương thực mà chúng ta cần phải ăn hàng ngày cái này thì rất là dễ hiểu thôi tiếp theo là sữa và những chế phẩm đến từ sữa nó bao gồm rất nhiều loại từ bơ phô mai sữa chua uh, sữa uống sữa tươi vân vân tất cả những cái thứ mà biến từ sữa ra kể cả kem cũng là một chế phẩm từ sữa tiếp theo đó là mỡ và dầu nó sẽ gồm tất cả những loại sản phẩm mà chứa dầu mỡ ví dụ như là dầu ô liu các loại dầu chúng ta chiên nướng xào rồi các loại chế phẩm từ mỡ động vật vân vân tiếp theo đó là các loại rau củ quả màu xanh hoặc là màu trắng thì chúng ta sẽ phân loại những loại này thì những loại rau củ quả màu xanh màu trắng là những loại rau củ quả rất thông thường của chúng ta thôi tất cả những rau củ quả trái cây có những màu sắc như thế này thì chúng ta sẽ xếp chúng nó vào một loại Tiếp theo là những nhóm thịt, cá, hải sản. À, tất cả những loại thịt cá hải sản chúng ta mua ở siêu thị thì đều xếp chung một nhóm này. Và nhóm này chính là cái nhóm đạm động vật mà mình đã kê ở trong cái buổi hôm trước. Nhóm tiếp theo đó là trứng. Trứng và tất cả những cái sản phẩm chế biến từ trứng, những cái chế phẩm từ trứng, kể à, cả các loại bánh mà có thêm trứng vào hoặc là ở những cái món ăn mà chúng ta chế biến từ trứng thì đều thuộc cái nhóm thực phẩm này tiếp theo đó là đậu hạt các loại tất cả những loại hạt những loại đậu à, từ đậu nành những loại hạt như là hạt hạnh nhân ốc chó mắc ca, vân à, vân tất cả những loại này thì chúng ta xếp chung vào một loại về cái nhóm này và nhóm cuối cùng đó chính là những cái rau củ quả trái cây có màu vàng màu đỏ màu xanh thẫm hoặc những màu sắc đặc biệt à những cái nhóm này thì chúng ta sẽ xếp chung một loại với những nhóm thực phẩm này thì thường rất giàu loại vitamin A à, hoặc C và nó thêm một cái nhóm dưỡng chất nữa đó là à, đó là phytonutrients. Phytonutrients sẽ là một khái niệm mà mình sẽ đề cập đến ở trong những cái video tiếp theo hoặc là mình sẽ gửi cho bạn những cái video chia sẻ miễn phí ở trên cái kênh mạng xã hội của mình. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào 8 nhóm thực phẩm này thì chúng ta hoàn toàn có thể mua và phân loại bất cứ một cái thực phẩm tươi sống những cái món ăn nào mà chúng ta mua ở siêu thị, mua ở chợ để phân loại vào 8 cái nhóm này. Ví dụ nấm thì chúng ta có thể phân loại vào những nhóm này Thế nhưng chúng ta mua bún gạo nứt thì chúng ta có thể xếp vào nhóm lương thực Và có một cái điều rất là hay đó chính là mỗi lần chúng ta ăn một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng Thì chúng ta nên có 5 trên 8 thực phẩm ở trong nhóm này Tức là có ít nhất 5 loại trong 8 nhóm thực phẩm chính này Vậy chỉ cần làm như thế thì chúng ta đã có thể dễ dàng xây dựng lên một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng vô cùng quan trọng và cân bằng dinh dưỡng chính là tiền đề để chúng ta có thể giảm cân an toàn và khỏe mạnh ở trong những bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. Nếu như bạn đang xem video này trên YouTube và thấy nó thực sự hữu ích thì tại sao lại không để lại một like và nút đăng ký kênh để nhận được những video tương tự tiếp theo từ bác sĩ và bình luận xuống những quan điểm của bạn nhỉ? Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy ấn vào hình tròn chính giữa màn hình hoặc xem hai video đề xuất ở hai bên.